soon as I see a dollar, money green in my collar, I'm fresh like that. Câu là hôm nay mà con đậu gì mẹ cho con thưởng cho con lon coca. Theo chỉ là mong cái con tự tin chiến thắng bản thân mình. Đậu rớt hay không thì cũng không thành quan trọng đối với ba, quan trọng là con thể hiện được cái niềm đam mê của mình. Kỳ chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn, chú ngồi học bài nói tình tên hứa bông kề bên xoa. Đàn là con hát nữa, còn chim đẹp cái này là con quá giỏi rồi, con quá là người hùng rồi. Wow! Các bác cười quá nào là sao? Con cười đi. Con thích chương trình người hùng tí hơn không? Con nghĩ rất là đều, rất là dễ thương, rất là đẹp. Rất là dài, nó hay lắm, được cái chút nữa hết. Cảm ơn con. Sau khi mà con thắng được cuộc thi á, con rất mừng. Con sắp được đi ăn ở rán rồi đó.